Mạc Vũ Vân Gian. Tô Quốc Công ngầm thổ lộ Ali tiếp tục đòi nợ máu. Giai đoạn cuối cùng của bộ phim trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi Ali bị cuốn vào ván cờ quyền mưu của Tiêu Hoành và Hoàng đế. Sau khi một số cảnh quay đắt giá mới của cặp đôi, Ly Hoành được hé lộ, khán giả càng thêm nóng lòng để chờ ngày cả hai thành đôi. Bởi lẽ từ đầu phim các trường đoạn tình cảm của hai người rất ngắn, trong vánh thậm chí tập phim còn không có sự xuất hiện của Túc Quốc Công. Hiệu ứng cặp đôi giữa Ali, tên gọi khác của nữ chính Tiết Phương Phi, và Túc Quốc Công quả đỗi ngọt ngào nhờ hội tụ đủ các yếu tố về thiết tập hình tượng, xây dựng mối quan hệ sâu sắc chân thành. Đặc biệt chính là màn phối hợp ăn ý, tự nhiên như thật, vì rùa đẹp đôi bất ngờ giữa Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt thành công chinh phục, chậm chậm lên nổi vào trái tim của đông đảo mọt phim. Ali và Túc Quốc Công vẫn tiếp tục tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Túc Quốc Công vẫn dùng cách riêng của mình để bảo vệ Ali. Đến cả người ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra quan hệ khác biệt của hai người. Tin chắc cả hai đều đã nhìn ra tình cảm của đối phương, chỉ là vẫn chưa phải lúc để chính miệng thừa nhận, bày tỏ. Túc Quốc Công ngay từ đầu đã có tính chiếm hữu rất cao, không vui ra mặt khi thấy nàng tiếp xúc quá gần với những người đàn ông khác, nhất là Thẩm Ngọc Dung. Ánh mắt của Tiêu Hoành khi nhìn Thẩm Ngọc Dung đầy chán ghét, trào phúng. Tiêu Hoành như thể muốn ăn tươi nuốt sống, muốn lập tức trả thù, chút giận thay cho Ali. Mỗi một khoảnh khắc mấu chốt kể từ sau khi Ali quyết định tin tưởng hắn, Túc Quốc Công luôn có những câu nói khiến Ali an lòng, mỉm cười, ngây ngốc, thỏa mãn. Ngoài Khương Lê, Đồng Nhi, không ai có thể thấu hiểu những gì Tiết Phương Phi từng chịu đựng. Không ai tin tưởng Tiết Phương Phi bị oan ức, may thay vẫn còn Túc Quốc Công. Tin tưởng Ali bị oan ức, xem nàng như bảo vật mà quý trọng, nâng niu trong lòng bàn tay, dù nàng đã từng là vợ của người khác. Tính cách, ý chí lẫn nghĩa cử cao đẹp của Ali đã hoàn toàn xóa bỏ những vết sẹo xấu xí trên người nàng. Trong mắt Tiêu Hoành, Ali vẫn là một viên ngọc thuần khiết đẹp đẽ, sáng tỏ không một vết nhơ. Thay vì nói lời yêu thích những lời lẽ sáo rỗng, Túc Quốc Công dùng hành động và những lời nói thiết thực, nàng có tin ta không? Từ đây về sau nàng không cần phải sợ bất cứ một ai nữa. Ngoài miệng nói nàng là quân cờ, nhưng thực chất đã xem nàng là người của mình từ lâu. Hành động của Túc Quốc Công đối với Ali vừa có sự tôn trọng, vừa có sự tự nhiên không cần tâm lễ tiết, như thể nàng chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Hắn luôn quan tâm lo lắng cho an nguy của Ali. Hắn hoảng hốt, sốt ruột, lo lắng và đau lòng nếu Ali bị thương, gặp phải nguy hiểm. Ali quyết tâm đối phó với trưởng công chúa và Thẩm Ngọc Dung không chỉ vì muốn trả thù, còn là để bảo vệ mình, để bi kịch không xảy ra. Hơn hết, Ali cũng biết được trưởng công chúa có liên quan một phần đến ván cờ quyền mưu của Tiêu Hoành. Nếu việc trả thù của mình còn mang đến lợi ích cho nửa kia, Ali chắc chắn sẽ quyết không chịu thoái lui hay chùn bước. Nàng đã từng chết đi một lần, từng chịu đủ mọi oan ức, bị người xem thường, dè bỉu. Cha chịu tội đến mức thần trí không còn tỉnh táo, chứng kiến nhiều người bỏ mạng vì bảo vệ nàng, vì tin tưởng nàng và mong muốn phó thác một tương lai không có ai trở thành nạn nhân. Tiết Phương Phi không chỉ đang sống cho bản thân, nàng còn đang sống cho Khương Lê, Quỳnh Chi, Đồng Nhi. Nàng gánh vác quá nhiều mạng người, nhưng nàng chưa bao giờ hổ thẹn với họ.